Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mặc dù chấp nhận bản án 3 năm tù giam và đã đi thụ án, nhưng bất ngờ tại phiên phúc thẩm ngày 4 tháng 4, bà Nguyễn Phương Hằng được giảm từ 3 năm tù xuống 2 năm 9 tháng, giảm 3 tháng tù. Việc cấp phúc thẩm bất ngờ giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng dù bà này không có kháng cáo viện kiểm sát không kháng nghị khiến nhiều người thắc mắc, liệu việc giảm án này có đúng luật hay không? Luật sư Trần Đình Dũng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho hay, căn cứ điều 345 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, trong vụ án hình sự khi xét xử phúc thẩm, ngoài việc xem xét các phần có kháng cáo, các phần có kháng nghị, tòa án phúc thẩm còn có thẩm quyền xem xét thêm các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị. Vì vậy, dù bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo về mức án của mình ở bản án sơ thẩm, nhưng xét thấy có một số yếu tố có căn cứ giảm án cho bị cáo và cần thiết thì cấp phúc thẩm xem xét tuyên giảm án. Đây là quyền luật định của Hội đồng xét xử phúc thẩm thực hiện khi cần thiết. Như vậy, mặc dù bị cáo không kháng cáo, nhưng tòa phúc thẩm vẫn có thể giảm án là đúng theo quy định pháp luật. Thẩm quyền cấp phúc thẩm không chỉ nằm trong phạm vi đưa ra tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm những vấn đề có kháng cáo kháng nghị mà còn xem xét toàn diện vụ án để nếu cần thiết sẽ tuyên xử trong bản án phúc thẩm. Trước đó tại phiên phúc thẩm dù không có kháng cáo nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn xin được giảm án. Dù bị cáo không kháng án nhưng bị cáo mong hội đồng xét xử hãy công tâm. Bị cáo là người vợ tốt, người mẹ tốt, công dân tốt của xã hội. Bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo, dù một ngày, một tháng bị cáo cũng thấy hạnh phúc. Xin tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự. Bà Hằng trình bày Hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng bị cáo đã nộp tiền án phí, khắc phục hậu quả nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ. Vì vậy, cấp phúc thẩm đã giảm cho bị cáo 3 tháng tù. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Tính đến thời điểm này, ngày 6 tháng 4 năm 2024 thì bị cáo đã chấp hành án được 2 năm 12 ngày. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an thành phố Đồng Xoài, Công an các huyện Đồng Phú, Phú Riềng truy bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ án ma túy tại khu vực xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng và thu giữ một số vật chứng có liên quan để điều tra. Riêng đối tượng Lê Minh Công, sinh năm 2000, quê quán xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thường trú thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước là người có liên quan, lợi dụng khu vực hiện trường có địa hình cây cối rậm rạp đã lẩn trốn. Hiện công an tỉnh Bình Phước đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tổ chức bao vây truy tìm đối tượng Lê Minh Công. Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi đối tượng nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đề nghị thân nhân đối tượng Lê Minh Công vận động và đưa đối tượng ra trình diện sớm để làm việc. Mọi người dân nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Lê Minh Công thì cung cấp cho cơ quan công an tỉnh qua số điện thoại 0918 446 911 gặp đồng chí Hòa. Thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật và có phần thưởng cho những thông tin có giá trị bắt giữ được đối tượng. Mọi hành vi che giấu hoặc không tố giác đối tượng Lê Minh Công của cá nhân, tổ chức đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt đối tượng Đinh I O thường gọi là Đinh A Dô, 35 tuổi, trú làng Prư, xã Chơ Gò Long, huyện Công Chơ Rô, Gia Lai, để điều tra về hành vi cưỡng bức sát hại người. Thông tin ban đầu khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 3, sau khi nhậu, Đinh i Ô đi bộ đến khu vực rẫy mì thuộc thôn 5, xã Pờ Tó, huyện Eapa, Gia Lai. Thấy chị D.A. 46 tuổi đang đứng tại trò rẫy, ô nhặt cái thước gỗ tác động mạnh vào đầu, đe dọa cưỡng bức nạn nhân. Vì quá sợ hãi, chị D.A. chạy ra khỏi trò rẫy la lớn. Tuy nhiên, địa điểm mà nạn nhân bị tấn công cách xa khu vực dân cư, vắng người qua lại nên không ai biết để ứng cứu. Thấy vậy, Đinh Yô đuổi theo dùng thớt ra tay tán nhiều cái vào đầu, dùng dây thần tác động vào cổ làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường, lẫn trốn tại nhiều huyện thị trên địa bàn tỉnh nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị công an địa phương, tích cực điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng gây án. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đến 12 giờ ngày 3 tháng 4, lực lượng công an đã bắt giữ Đinh Y o khi đang lẫn trốn tại khu vực ngã ba cây xoài thuộc phường Cheo Reo, thị xã A tỉnh Gia Lai. Với thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án chiều 4 tháng 4, lãnh đạo công an tỉnh đã thưởng nóng cho phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự, công an huyện Iapa, công an huyện Krongchero số tiền 10 triệu đồng. Vụ án do đối tượng Đinh Yô gây ra xảy ra tại trò rẫy xa khu dân cư vắng người qua lại đã gây lo sợ trong quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Bờ Tó, huyện Ia Bởi vậy, đại tá Dương Văn Long, phó giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tích cực điều tra truy xét đã bắt giữ được đối tượng. Điều này đã trấn an tinh thần của người dân trên địa bàn. Mới đây, thượng tá Trần Thanh Tâm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vũ Yên cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Tường về tội sát hại người. Tường chính là người đã dùng xăng đốt mẹ ruột. Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, sau khi đi nhậu cùng với bạn, Tường trở về ngôi nhà ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, thì xảy ra cãi nhau với mẹ ruột là bà Lê Thị Hằng, 57 tuổi, sau đó, Tường đi bộ đến nhà của một người dân ở cùng thôn để mua 1,5 lít xăng đựng trong 3 chai thủy tinh để đổ vào xe máy. Sau khi mua xăng trở về nhà, trong lúc đang đổ xăng vào xe, Tường và bà Hằng tiếp tục cãi nhau. Lúc này đối tượng tức giận cầm chai xăng tạt vào người mẹ, bà Hằng bỏ chạy thì bị Tường đuổi theo, cầm chai xăng tiếp tục tạt vào người rồi kéo về lại cổng nhà rồi lấy bật lửa đốt làm mẹ ruột cháy và bỏng nặng. Bà Hằng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận tỷ lệ thương tích của bà Hằng là 42%, bỏng nhiệt ở vùng ngực, bụng, lưng, mặt, cổ. Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Sau khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, hiện bà Hằng đã được người thân chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Trao đổi với phóng viên bà Đỗ Thị Hường, trưởng thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa cho biết, Do gia cảnh bà Hằng rất khó khăn nên sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền và người dân địa phương đã vận động quyên góp hơn 40 triệu đồng để hỗ trợ cho nạn nhân điều trị thương tích. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác thêm một cán bộ điều tra để làm rõ việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa Đồng Nai tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành theo giấy triệu tập. Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra đình chỉ công tác đối với cán bộ điều tra Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Thành. Hiện cán bộ Lưu Quang Trung được điều chuyển công tác về phòng cảnh sát cơ động PK02 Công an tỉnh Đồng Nai. Liên quan đến sự việc này, trước đó Công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Long Thành. Đại úy Thương là người ký giấy triệu tập anh Vũ Minh Đức. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để làm rõ vụ việc anh Vũ Minh Đức tử vong. Chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân Đức cho biết từ khi xảy ra sự việc đến nay, công an tỉnh Đồng Nai cũng chưa làm việc với gia đình. Hiện gia đình cũng đã tiếp tục gửi đơn lên cơ quan có chức năng để làm rõ vụ việc. Như đã đưa tin liên quan đến vụ việc trên, theo giấy báo tử của bệnh viện Trợ Rẫy, Nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não, sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Trước đó, ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành đã triệu tập anh Đức đến trụ sở làm việc vì có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng. Anh Đức cùng một người bạn đến làm việc với cán bộ điều tra. Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đức ngất xỉu nên được các cán bộ công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó anh Đức được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy để điều trị. Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin về việc anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khuya 22 tháng 3, anh Đức được bệnh viện trợ rẫy thông báo tử vong. Đến ngày 23 tháng 3, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định trưng cầu viện pháp y quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh Đức. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.